nó dữ lắm mày. Ôi hay ba con cá lóc luôn. Cái lần này xem bên này có cá vô. Wow, ngon hết rồi. Là ba con cá lóc luôn nha. Wow, nhìn dữ vậy. Mấy con ở dưới đây. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Thì hôm nay Dương lại tiếp tục đi thăm lại nha cô chú anh chị. Thì trên cái đoạn đường đi thăm lại thì Dương sẽ quay lại cái cảnh thăm lại cho cô chú anh chị mình xem để trải nghiệm nha. Chúc cô chú anh chị buổi sáng nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Dương đang tới cái bãi thăm lại rồi. Thì Dương sẽ quay cái cảnh thăm lại cho cô chú anh chị mình xem. Hôm bữa là nước cạn lắm. Hôm nay thì nước lút luôn rồi. Ơi. Ai cái lờ đầu tiên. Cá nó vô nó nhảy nổi lên luôn nha. Thì cái lờ ướt nhẹp nhẹp có cá nè. Hôm bữa là đặt ngoài mà nó sâu quá chứ mình giờ vô mé nè. Cái lờ nó nhảy ngóc cái đầu lên vậy là mình nghĩ là có cá bự đó. Có cá bự nó mới vô nó mới tung cái đầu cái lờ ngóc cái đầu lên. Nó dữ lắm mày. Ôi. Hay ba con cá lóc luôn. Ủa, hai con rồi chứ. Ba con đúng rồi, ba con. Ôi hôm nay nước nhiều quá. Nước để chỗ này có cá đây. Con cá đi dưới. Nó mới quậy kìa. Đầu tiên cũng được ba con cá lóc nha. Không biết nhiều quá không biết sao vậy. Đây. Một con đầu tiên nè. Rồi, cá này cũng trọng không bự hùng. Con thứ hai. Đây, cá là con cá thứ ba nha. Wow. Mấy cái lờ này hôm bữa là nó nằm xích ở ngoài kia kìa, Dương về nó vô đây nè, vô mé nè. Tại vì nước nhiều quá cá không đi ngoài nữa, nó sẽ vô mé cho nên Dương về vô cái lờ vô mé nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục theo dõi chứ gì á. Bây giờ những cái lờ tiếp theo nó sẽ như thế này nha. Cái lờ này hôm bữa giờ là thăm lần nào cũng có cá hết nè. Lần này không biết sao. Nếu mà không có là Dương giờ vô mé nha. Rồi hôm nay chết quá rồi. Nhưng có lũng không. Thì mình thăm không có cá thì mình sẽ kiểm tra cái lờ đấy. Rồi. Cái này nó nước sâu quá nó vô mé. Bây giờ Dương giờ cái lờ vô mé này. Cái lời vô bữa chỗ này bữa giờ Dương đặt chưa dính con cá nào luôn, hôm nay không biết cá không đây. Đây có cá nha, có cá nha hôm nay có cá vô rồi, bữa giờ không có con nào nha. Con cá gì mà vậy dưới đây à, đây một con cá lóc nha. Đây bắt em nó luôn. Nước nhiều quá, nhiều rồi. Wow. Rồi. Hôm nay là lập công ha. Hôm bữa giờ đặt đây chứ quốc. Hôm nay có lập công à. Ok, thì cũng được. Xem bên này có cá vô. Wow. Ngon hết rồi.
là 3 con cá lóc luôn nha. Mình sẽ kéo cái lò lên trên đây nè, rồi bỏ vô liền luôn để cho nó, là nó có dãy nó cũng lọt vô trong cái thùng mình nha. Ba con mà con nhỏ, hai con vừa, không có bự không. Lần nào đi qua tới đây không thì trời cũng sắp sáng chứ. Từ xa thì vô nó thấy cái này cái dương nó tung tung rồi, thì dương ở ngoài này là dương đã thấy cái là dương nó tung tung rồi đó, không biết cá gì đây. Wow, thì dữ vậy, mấy con thì dưới đây. Ba con cá lóc luôn, ba con cá lóc mà con cá lóc kiến quá trời ngon rồi. Nhưng coi cái lờ hôm bữa Dương đã đi trong đám nước, giờ qua đây có cá không nha. Bữa trong cái đám nước quá thì ngon luôn mà. Dương thấy cái nước ướt nhẹp, quẩy ướt nhẹp thế nè. Đó, ý da, ngon à. Không làm mình thất vọng. Ý da, ý da, quá trời đã. Có gì đây? Mấy con đi lên trên bắt đây. Hai con cá lóc gì vừa với con cá lóc nhỏ là mình thất vọng nha. Cái lời này bữa giúp trong đánh được hai con cá lóc. Ô con cá gì nó ốm con nội mẹ ơi nè, nó ốm còn hơn mình nữa, nó có biết được chứ. Con này cũng ốm nhách luôn, cá này làm như nó lâu lắm không được ăn hay sao. Là hồi dưng cái đặt lời này lại đó luôn nha, cá mà nó ốm hơn mình đó.
trời cũng sáng sáng bét luôn. Thấy nó tung đó. Đó. Từ xa là vô thấy nó tung thổn thổn rồi nó. Qua. Ây da. Con còn cá lóc mọi. Mà làm gì? Rồi đi bắt luôn. Con còn cá lóc mọi làm gì không? Cái bao dương nào ta? Tôi cái vỏ ở đâu chứ? Cua đây ta. À không có cua. Rồi dương chỉ đặt lại nha. Thì cái buổi thanh lợn này có dương là còn đây hai cái nữa nha. Đây một cái với chỗ mình đốt bằng này cái là hai cái. Cái này bữa dưới đám dưới nước dời lên nè. Dưới đặt hoài không có cá nhưng giờ lên đây không biết như sao, thì hy vọng là hôm nay sẽ có cá nha. Đặt ở dưới hoài không phải hết. Dạ. Ngon lành, ngon lành. Giờ lên đây không uổng nha. Ui ôi giờ lên đây cá nửa ký cái sạch luôn á, còn cá lóc. Bắt cầm cái chắc mà được. Rồi. Này. Mới về lên hôm qua hôm bữa là này là có thành quả. Thì cá sặc này Dương không bắt nha, Dương sẽ để lại bữa sau Dương bắt. Cái lời này nữa thì Dương sẽ quay về. À, Dương sẽ đổ cái thành quả ra cho cô chú anh chị mình xem cái hôm nay Dương thăm lời được bao nhiêu cá nha. Chứ là mệt quá trời mệt. Thôi, làm Dương quay cái lỗ ghê vậy. Mới như đâu quay cái lỗ này đâu. À, ai móc lỗ vậy ta? Là con hả? Có coi. À, cái lời Dương còn này nè. Cái không có cá rồi. Rồi, bây giờ cái lò này cái khác được. Mấy bữa rồi không có cá, bây giờ đi. Thì cái video thăm lò buổi sáng này của Dương, Dương kết thúc đây nha. Tí nữa Dương về Dương sẽ quay của cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem. Bye bye cô chú anh chị nha. Wow. Thì Dương vừa về tới nhà nha. Để Dương đổ cá buổi sáng hôm nay Dương thăm ra cho cô chú anh chị xem được cá nha. Hôm nay Dương thấy cũng rất được. Hai ký cá lóc với mấy hai ký. Còn nữa. Đây. Wow, đây là cái thành quả của buổi sáng hôm nay nha. Hôm nay Dương bắt cá lóc mà không bắt cá rô có gì hết. Quay của chúng thì xem nha. Đây. À. Đây là cái thành quả của buổi sáng này vô nè. Qua wow, trời. Này chắc cũng 2 kg á. Thì cái video thăm lò buổi sáng hôm nay Dương tới đây là kết thúc nha. Dương chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị video sau. Thì Dương đi thăm Dương sẽ quay tiếp tục cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì hãy đón xem cái phần tiếp theo có nhiều cá như hôm nay không nha. Rồi. Bye bye cô chú anh chị mình nha.